Hello Tuấn Nguyễn, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn. Buổi chiều hôm nay là ngày 31 tháng 4 năm 2024. Một video mới nhất. Hôm nay Tuấn Nguyễn về thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực Tuấn Nguyễn đang đứng đây là quận Bình Thạnh quý vị nhá. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ đặc biệt review cho quý vị một căn nhà cấp 4 cũng như là một lô đất mặt tiền đường đắc địa bậc nhất của thành phố bậc nhất thành quận Bình Thạnh thôi, đúng không ạ? Nói về thành phố Hồ Chí Minh thì có nhiều cái cung đường nó còn sầm uất, nó còn đắc địa hơn ở đây rất nhiều. Nhưng mà đây thì phường Bình Thạnh như chỗ này thì cũng rất là ok rồi. Và thưa quý vị, con đường mà Tuấn Nguyễn đang quay cho quý vị xem đây, đó là con đường Bình Lợi quý nhá. Đấy, phường 13 quận Bình Thạnh. Đó. Từ đây thì chúng ta đi ra con đường Phạm Văn Đồng thì hết khoảng mấy trăm mét thôi, đến một cây số thôi. Ở đây thì nói về kinh doanh buôn bán thì chắc có lẽ là Tuấn Nguyễn cũng không cần phải giới thiệu nhiều cho quý vị xem, đúng không? Quý vị biết nữa, đúng không ạ? Nói về kinh doanh buôn bán thì nó là đa chức năng rồi. Đấy, full công năng rồi, đúng không ạ? Chúng ta chắc là không phải nhắc đến cái chuyện là kinh doanh buôn bán nữa. Đó. Và thưa quý vị, cái lô đất cũng như căn nhà cấp 4 mà hôm nay Tuấn Nguyễn muốn giới thiệu với quý vị và các bạn là cái lô đất này này. Đây, có cái cửa tôn này. Đây, Tuấn Nguyễn quay như thế này thì quý vị biết rồi, đúng không ạ? Thì đặc thù của cái lô đất này là căn nhà tôn, căn nhà cấp 4. Người ta đang cho thuê để đồ các thứ thôi, quý vị nhá. Đó, thì quý vị chắc chắn là cũng không cần quan tâm ở trong cái lô đất này nó có gì, đúng không ạ? Đó, không cần thiết phải quan tâm lắm, bởi vì đất thì cũng có cái gì đâu, đúng không ạ? Vâng, và thưa quý vị, lô đất mặt tiền đường của chúng ta là có hướng Tây Nam. Đó, hướng này là hướng Tây Nam quý vị nhá. Đó, diện tích là chiều ngang 5m, chiều sâu lên tới 22m. Đó, công nhận ở trên sổ là 110m thôi. Đó, có sổ hồng và thổ cư là full luôn quý nhá. 110m thổ cư full. Đấy, hướng là hướng Tây Nam. Đó, và Tuấn Nguyễn cũng báo giá cho quý vị và các bạn biết luôn, giá là 15 tỷ 500 triệu đồng quý vị nhá. Đấy, một lô đất mặt tiền đường phải nói cực đẹp luôn. Đây, đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh. Một con đường nhựa lên tới khoảng 16m, đúng không ạ? 15-16m như thế này. Có lối vỉa hè đi bộ hai bên. Ở khu vực này thì quý vị đang nhìn trên màn hình của chúng ta đây, dân cư thì phải nói là full rồi, đúng không ạ? Kinh doanh buôn bán ở đây cũng vậy thôi. Đấy, quý vị chắc chắn là cũng không phải là quan tâm về cái vấn đề này nhiều nữa, đúng không ạ? Ở thành phố Hồ Chí Minh, nhất là cái quận Bình Thạnh, có con đường quốc lộ lớn như thế này, đấy, con đường nhựa lớn như thế này, thì ở đây dân cư hiện hữu này, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, đó, rất thuận lợi cho quý vị xây một căn nhà tân cổ điển hoặc căn nhà Thái, đấy, căn nhà hiện đại ở đây để cho chúng ta an cư lập nghiệp, sinh sống cũng như là kinh doanh buôn bán thì phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Đấy, một con đường rộng thênh thang, đấy, căn nhà mặt tiền đường như thế này, như nhà hàng xóm đây quý vị. Đó, ở đây là người ta đều xây full hết rồi. Đấy, thì như quý vị biết rồi, những lô đất mà những căn nhà mặt tiền đường như thế này thì không có quy hoạch dự án gì nữa cả, đúng không ạ? Ở đây thì dân cư hiện hữu. Đấy, chúng ta nhìn qua là chúng ta biết rồi. Đấy, đây quý vị, một hình ảnh rất đẹp, một con đường rất lớn, đúng không ạ? Một lô đất mặt tiền đường rất là tiềm năng. Đấy, Tuấn Nguyễn ra quay qua cho quý vị biết thêm một lần nữa. Đấy, quý vị nhìn lô đất của chúng ta, đây là cái nhà mái tôn này, chiều ngang 5m. Đấy, chiều sâu của chúng ta là 22m, có sổ hồng và công nhận ở trên sổ là 110m2, full thổ cư, đúng không ạ? Đấy, và giá chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 15 tỷ 500 triệu đồng quý vị nhá. Đó, thì quý vị xem được cái video này, thấy cái lô đất này đẹp này, nằm ngay mặt tiền đường Bình Lợi. Đấy, phường 13 quận Bình Thạnh, đắc địa đẹp lung linh như thế này, đi về các hướng trong thành phố rất là thuận tiện. Thẳng đây thì chúng ta ra con đường Phạm Văn Đồng rồi quý vị nhá. Đấy, chúng ta đi xuống chút xíu là tới Vinmark hoặc là cái siêu thị lớn đấy, mà cái tên rất là khó, Tuấn Nguyễn cũng không biết là tên gì, nhưng mà siêu thị rất lớn ở nằm ở cầu Bình Lợi đấy quý vị. Và đi ngược lên quay tay phải thì là chúng ta đi lên sân bay Tân Sơn Nhất rồi, đúng không ạ? Đó, vâng,
Ngoài ra thì Tuấn Nguyễn còn rất nhiều sản phẩm đắc địa như là biệt thự ở trên Phú Mỹ Hưng quận 7 này, Khang Điền là quận 2 này, Thảo Điền quận 9 này. Đấy, Thảo Điền quận 2, Khang Điền quận 9. Tuấn Nguyễn hay nói lộn. Xin lỗi quý vị. Có rất nhiều sản phẩm cũng như là biệt thự cao cấp. Quý vị có nhu cầu cũng như kiều bào nước ngoài muốn về Việt Nam sinh sống mà mua những căn biệt thự đẹp, những lô đất mặt tiền đẹp để xây căn nhà đẹp như thế này để chúng ta ở cho nó đẳng cấp thì quý vị hãy liên hệ với Tuấn Nguyễn quý vị nhá. Đấy. Kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Nhà đất chính chủ không qua trung gian quý vị nhá. Quan điểm của Tuấn Nguyễn là không đôn giá, kê giá, đội giá. Đấy, Tuấn Nguyễn không có khái niệm là lấy nhà đất của người khác để trục lợi cá nhân. Đấy, Tuấn Nguyễn chỉ là giới thiệu quý vị và ăn những đồng hoa hồng, hưởng những đồng hoa hồng của chủ nhà mà thôi. Đó là quan niệm làm việc của Tuấn Nguyễn. Quý vị cứ yên tâm, tới đây gặp Tuấn Nguyễn sẽ đưa tới để gặp chủ nhà và đàm phán giá cả quý vị nhé. Vâng, Tuấn Nguyễn chúc quý vị có một buổi chiều vui vẻ. Quý vị xem video vui lòng đăng ký kênh cho Tuấn Nguyễn với này. Cho Tuấn Nguyễn xin một nốt like và quý vị hãy subscribe kênh này, chia sẻ kênh và đặc biệt hãy nhấn chuông để chúng ta có nhiều video nhà đất mới mỗi buổi chiều cho quý vị lựa chọn. Đấy, tha hồ lựa chọn những mẫu nhà đẹp, đất đẹp để quý vị mua. Cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo trên kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn mỗi buổi chiều. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.